Bây giờ gần Tết rồi, mua mấy cây mai con này về để làm gì? Gần Tết rồi, người ta mua mai chơi Tết đi, làm gì mua mấy cây mai nhỏ nhỏ như thế này? Mua làm chi, mua trồng có được gì đâu. Cô chú anh chị quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em sẽ chia sẻ cho chúng ta một cái vấn đề mà mấy hôm nay khách hàng vẫn thường hay hỏi Chiếc Chè là như thế này. Bây giờ gần Tết rồi, mua mấy cây mai con này về để làm gì? Gần Tết rồi, người ta mua mai chơi Tết đi, làm gì mua mấy cây mai nhỏ nhỏ như thế này? Mua làm chi, mua trồng có được gì đâu. Không phải nha, bây giờ em sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái lô mai giảo siêu nụ. Thật ra cây nó rất là nhỏ, tuy nhiên là cơ địa cây này nụ phải nói là chi chít và chằng chịt luôn. Mặc dù nhỏ mà có vỏ luôn nha cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ cho cả nhà mình xem cái loại, cái mặt hoa của giảo siêu nụ là nó như thế nào. Đây cả nhà nhìn nè, đó, hoa của nó thì 8 đến 12 cánh và đặc biệt là bông chùm. Mọi người nhìn đây chỉ là một cái nụ gió thôi mà nó đẹp như thế này nè. Rồi, bây giờ mua cây con để làm gì? Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ cả nhà. Đây mọi người nhìn nè, nút nụ của nó nha. Tài đất ơi tài, và đặc biệt là uốn dáng long luôn. Đế lô này xử lý rất là đẹp. Cái này là chúng ta về ta thay chậu nha. Cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi nha cả nhà. Nhìn nó vậy nè, nó không có đẹp. Tuy nhiên mình về mình lên một cái chậu đẹp Tết và nó nở ra đầy hết thì cái cây mai nó rất là có giá trị nha. Ngày hôm nay chị ân khách hàng cuối năm giá chỉ có 70k một cây thôi cả nhà. Chỉ có 70k mà chúng ta có cây mai chơi Tết. Trời ơi, nó còn thua một cái cành mai, cành đào gì nữa ha cả nhà. Chúng ta về mua 5 cây thì chúng ta còn được bao ship luôn. Chỉ có 350 để ở trước nè, bên hông nhà nè, sau bếp nè, vô phòng luôn. Thậm chí để vô đất oxy luôn cả nhà. Nhìn Tết cho nó sung ha. Rồi 70k một cây như thế này nè. Số lượng thì có hạn, không có nhiều. Nói chung là hàng tri ân khách hàng thì cũng tri ân có số lượng thôi cả nhà. Chứ nhiều quá thì thật sự là bên em cũng bất lực luôn á cả nhà. Bởi vì còn rất là cái nguồn chi nữa. Mà bây giờ cuối năm rồi, để đáp lại những tấm lòng vàng của quý cô chú anh chị, cho nên là bên em xả rất là rẻ luôn. Đó mọi người nhìn nha, 70k một cây, 5 cây bao ship nha cả nhà ơi. Ai thích thì alo cho em nha.